Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video tiếp theo trên kênh Dòng Đời Của Mình. Buổi chiều ngày hôm nay, ngày 23 tháng 1, mình xin cập nhật một số thông tin rất là nóng hổi trên các hội nhóm yêu thương và bảo vệ con gái duy nhất của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Thì trong cái video tiếp, trong cái video trước thì mình cũng đã có đăng tải một cái đoạn chia sẻ của luật sư Kha, tức là luật sư hình sự đang bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị Hồng Loan. Thì luật sư Kha cũng có chia sẻ xung quanh về cái câu chuyện mà mấy hôm nay thì trên không gian mạng cũng như là những fan yêu mến của chị Hồng Loan đang đồn đoán rằng là trong ngày 24 hoặc là 25 tới đây sẽ diễn ra thẩm định lần thứ 3. Phía bên Hồng Loan cũng như là chị Ni đang rất là quyết liệt nhờ các luật sư, các cơ quan chức năng và bên tòa án yêu cầu phải thẩm định lần cuối cùng. Mong là bên phía bún bò phải dọn tất cả những cái đồ ra, những cái đồ đạc ở trong cái văn phòng của mẹ con cô Sáu là bây giờ vẫn còn. Bây giờ là gia đình của chị Hồng Loan là rất là đông người rồi, rất là đông nhân khẩu ha. Từ con cái, vợ chồng chị Hồng Loan đến vợ chồng của Bùm Bùm cũng mới sinh em bé, cũng như là anh Thành Mỹ nữa, nhân khẩu rất là nhiều, phòng thì bây giờ đang thiếu, nhưng mà cô Sáu cũng như là con gái của mình là vẫn là sao lãng cái chuyện mà dọn đồ đi, bây giờ là không ở nữa thì phải trả lại phòng cho người ta ở chứ. Đó là câu chuyện thứ nhất. Và câu chuyện thứ hai thì luật sư Kham có chia sẻ là sẽ không thẩm định lần ba nữa, tại vì đã thẩm định căn nhà số 5 Đào Thị Điểm trước đó rồi, và cái miếng đất tại Thủ Đức cũng đã được các cơ quan chức năng, bên phía tòa án, luật sư và sự có mặt của cả bên phía cô Sáu cũng như là bên phía chị Hồng Loan thì cũng đã thẩm định xong. Và bây giờ cái chuyện quan trọng là đang định giá cái căn nhà số 5, để phía bên nào mà thua kiện thì bên đó sẽ đóng cái căn phí. Và mình có đọc được một cái dòng trạng thái của các khán giả chia sẻ trên một cái trang ủng hộ cho chị Hồng Loan. Đó, khán giả người ta viết như này, cô chú anh chị. Nghe đồn án phí cô Xích phải đóng cho tòa là 400 triệu hả mọi người? Chuyến này thì cô Xích phải bán quán bò mới có tiền đóng án phí. Đó, phía dưới thì một số cô chú anh chị khán giả cũng có comment như này. Một ngày bán 200 tô bún thì dư sức đóng rồi, kkk. Đó, một bạn khác thì lại comment như thế này quý vị. Nhà thầu lại có tiền tài trợ mà lo gì? Xin lỗi, nhà thầu có cô Tiên tài trợ mà lo gì? Tức là đang nói cái cô soạn giả Tiên Ngáo bên Mỹ của chú anh chị. Đó, thì bây giờ là mấy hôm nay thì chúng ta cũng nghe rất nhiều thông tin về cái câu chuyện mà mẹ con cô Sáu bây giờ là xuống nước. Bây giờ là muốn gặp bên phía Hồng Loan để xin giảng hòa. Coi như là Loan ơi, mọi việc con hãy bỏ qua đi. Bây giờ nói chung thì cũng là tình cảm cô cháu trong gia đình, con bỏ qua tất cả, coi như là chúng ta làm hòa nha. Làm hòa, hòa giải đây có nghĩa là không phải là nhà của ai thì người đó ở. Nhưng mà mình nghe chia sẻ từ bên phía luật sư, ta nói là chị Hồng Loan cũng phải có trách nhiệm là chia một phần cái tài sản cho bên phía cô Sáu. Tức là đây là thỏa thuận giữa hai bên. Còn cụ thể là không biết là hai bên có đạt thỏa thuận hay chưa thì mình vẫn chưa nắm rõ thông tin nha cô chú anh chị. Nói về cái câu chuyện 400 triệu tiền án phí cũng là một con số cực khủng nha quý vị. Vì quán bún bò bây giờ là thật sự là khán giả đã quá biết về cái quán bún bò này rồi. Không còn cái câu chuyện tung hô là một ngày 500-600 tô rồi vận động các mạnh thường quân từ nước ngoài gom về ủng hộ, rồi họ đi phát từ thiện thế này thế kia, khi mà thực tế là quán bò rất là vắng luôn của chú anh chị. Có ngày thì bán được có vài tô mà kiếm ra 400 triệu để mà đóng tiền phí là một cái đó là một cái điều rất là khó với mẹ con cô Sáu. Và cô Sáu thì cũng muốn trao đổi với chú Bảy là muốn chia đôi cái tiền phí này. Rõ ràng thì mấy hôm nay thì bên phía vợ chồng chú Bảy Khọt Xèo thì cũng đã có những cái động thái là nội bộ lục đục với bên phía cô Sáu, là cũng muốn quay xe hàn gắn với Hồng Loan. Đó, chú Bảy là cái cớ là muốn hàn gắn với
Hồng Loan để nhìn mặt cháu ngoại, nhìn mặt con gái Bùm Bùm. Đó, mọi người thấy không? Họ bây giờ là lật mặt rất là nhanh ha. Ai là cũng vì quyền lợi tất cả. Nhưng mà nói tới câu chuyện đấu bán phí thì chú Bảy là kìm cách là không đồng ý cái chuyện đó, mà muốn quay xe làm hòa với Hồng Loan và để nhìn mặt cháu ngoại của mình. Đó là một cái câu chuyện mà mình nghĩ là đang được rất nhiều khán giả người ta quan tâm. Tại vì cái vụ kiện đây là một cái vụ kiện lịch sử của cô chú anh chị. Cái vụ kiện này kéo dài gần nguyên một năm cho đến nay, tức là tới ngày 5 tháng 3 là tròn một năm ngày mất của cố nghệ sĩ. Và mình cũng có thấy một số cô chú anh chị khán giả người ta chia sẻ những cái thông tin trên cái hội nhóm như thế này quý vị. Câu chuyện ai sẽ là người ra đi? Mình nghe giang hồ đồn râm ran là con Gia đang làm thủ tục đưa gia đình sang Pháp định cư. Con Gia với ông ôm thùng phúng điếu đã âm thầm đi làm xét nghiệm nhỏ máu nhận con và sẽ sang Pháp theo diện cha bảo lãnh để trốn sau kê, mà không biết là mọi việc có thành công hay không. Đó thì bây giờ là họ là coi như là trắng tay trong cái vụ kiện rồi. Bây giờ là hòa giải cũng bất thành, thì họ đang kiếm đường coi như là tẩu thoát đấy. Bây giờ là đang làm thủ tục để đưa gia đình sang Pháp định cư. Đó, cả như ông sạc pin hay là con Gia thì cũng đã âm thầm đi làm xét nghiệm đó quý vị. Bây giờ coi như là đi trốn sau kia, bây giờ họ cũng bước vào đường cùng rồi. Bây giờ cái mức án phí 400 triệu là cũng là một con số không hề nhỏ ha. Nên họ phải tìm cách trốn thoát thôi. Đó thì em cũng chia sẻ một cái dòng trạng thái của một khán giả chia sẻ rất là hay luôn quý vị. Em muốn chia sẻ cho cả nhà được nghe như thế này ha. Câu chuyện về một đứa cháu gái đi đâu cũng bô bô cái miệng là dòng máu còn sót lại, yêu thương cậu, nhớ cậu. Một mặt là ăn trên sự nổi tiếng của cậu mình, mặt khác thì thờ ơ, vui sướng ôm thùng phúng điếu. Đó, vậy là dòng máu ruột thịt, vậy là yêu thương cậu dữ chưa. Câu chuyện qua Pháp lần 2 mới đây, nào là show, nào là poster, do lão sạc pin lòng ghép và sự tiếp tay của bà tiên áo đó của chú anh chị. Sự thật vẫn là sự thật. Em nói thiệt, em đi ăn sinh nhật ké với cậu sạc. Em xin hát văn nghệ, có đầu tư về beat nhạc. Em hát song ca có tiếng hát của cậu. Mọi người thấy em yêu thương cậu em không? Vì không có tiếng hát của cậu thì chẳng biết ai mặc gì. Mặc Gia là của em là ai? Đó, trong tiệc sinh nhật em có xin chụp hình với cô chú nghệ sĩ Tài Linh Minh Tâm. Xin lỗi, nghệ sĩ Tài Lương Minh Tâm. Nghệ sĩ Tài Lương là chị ruột của nghệ sĩ Tài Linh, hiện định cư ở bên Pháp. Em nói thiệt, em chỉ biết cô chú, chứ cô chú làm gì biết tới cái bản mặt của em. Đó, em nói thiệt, em chỉ xin chụp hình thôi, chứ em không cố ý làm cho mọi người hiểu lầm rằng cô chú hát show với em nói thiệt. Đó là những cái chia sẻ của những khán giả, là những cái fan của mấy cô chị Hồng Loan. Thế là cô Ve này là cũng lợi dụng cái sự nổi tiếng của cậu của mình thôi. Chứ bây giờ mà lúc nào thì cũng đăng những hình ảnh gán ghép hình ảnh của cậu, con thương nhà của cậu ha. Trên trang cá nhân của cô cháu gái thì không bao giờ mà để một cái tấm hình của gia đình, người thân của mình, từ ba hay mẹ, mà là để hình cháu gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Mục đích là để làm gì thì mọi người cũng tự hiểu rồi ha. Đến đây em xin tạm dừng cái video này đây. Cảm ơn cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi. Quý vị yêu thích thì cho em một nút đăng ký, một lượt like, một lượt share nha. Em xin tạm biệt và hẹn gặp nhà ở các video tiếp theo.